không cao lắm đâu. Từ dưới mặt đất mà lên đến trên bờ mái tôn thì cỡ tầm 2 mét, 2 mét, 2 mét 1, 2 mét hơn xíu. Làm mái tôn này nó không đâu có cần phải cao đâu, tại vì mọi người biết sao, mình làm thấp ở trong này để cho vào khi mùa mưa ấy. Mùa mưa nó không có bị lạnh con heo con, tại vì mình nuôi chỉ nuôi heo sinh sản mà vào mùa mưa ấy thì nó không bị lạnh heo con, mà mùa nắng nóng ấy thì nó cũng không bị nóng lắm, tại vì mình làm một cái chỗ hở ra này. Đấy, mọi người thấy không? Mọi người có thấy cái chỗ này, cái bờ mái tôn này, nó tận ở trong này, nhưng mà cái cửa chuồng tận ngoài này, đó, cửa chuồng tận ngoài này. Khi mà nó nóng quá thì nó đứng ra ngoài này, đấy, như con này này, nó nóng quá thì đứng ra ngoài này, nó uống nước rồi nó có gió nó thổi vào, gió lùa vào thì nó không bị nóng con heo. Và nhưng mà vào mùa nắng ấy thì mình lại có tắm cho nó nước, nên là làm cho con heo nó lúc nào nó cũng trong trạng thái thoải mái, không có bị nóng. Đó. Còn bên này đó, mọi người thấy không? Nếu mà nắng quá thì mình che cái bạt che, che như này. Đó. Gió vẫn lùa vô, gió vừa lùa vô gì rất thoải mái. Đó. Mưa thì mình lại đặt xuống. Cho nó ấm áp con heo, heo con vậy. Heo đực của mình thì đang mùa rụng lông, bữa lông lá đẹp quá trời, bữa này rụng sạch sẽ trụi lủi luôn. Đó, mọi người thấy không, nó rụng tay ra sàn này. Đó, heo đực thì ở cái ô ngoài lạnh lẽo. Heo nái ạ, heo nái ở trong này. Heo này nó bị ngứa. Ừ, heo cái ngứa chứ mọi người.